chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong cái video mới nhất của mình ngày hôm nay. Đầu tiên thì cũng mong các bạn lượng thứ, tại vì trong cái thời gian qua mình nhớ là cũng khoảng 20 ngày mình không có ra bất cứ một cái video nào liên quan đến những cái chặng đua MotoGP và những cái chủ đề khác nữa. Thì lý do thì có rất là nhiều lý do, thực sự là chúng ta có rất là nhiều lý do để không làm một cái chuyện gì đó. Nhưng mà cái lý do chính thì các bạn cũng biết rồi, công việc ở trên cơ quan rồi công việc ở trong gia đình thì phải đảm bảo là phải hoàn thành trước khi mà mình nghĩ đến những cái chuyện khác, trước khi mà mình làm những cái chuyện vì sở thích, vì đam mê ha. Thì trong cái thời gian vừa qua thì tức là khoảng 20 ngày vừa qua đã diễn ra hai cái chặng đua, là cái chặng đua Misano 2. Đó, cái chặng đua Misano 2 tên chính thức của nó là Emilia Romagna GP, cũng diễn ra ở cái trường đua Misano luôn ha. Và cái chặng đua tiếp theo là cái chặng đua Catalunya GP. Đó, ở cái trường đua Catalunya ở Barcelona đó. Thì hai cái chặng đua này nó cũng có khá nhiều là drama. Thì các bạn cũng biết rồi, mùa giải MotoGP 2020 thì có khoảng là 13-14 chặng đó, 14 chặng thì phải, 14 chặng. Thì mình muốn làm cái hai cái video này, xong cái video này bình luận về cái chặng đua Misano 2 thì mình sẽ bình luận cái chặng đua Catalunya GP để mà coi như là cho nó trọn vẹn, cho nó đủ bộ đó. Thì nó không phải như là bên bóng đá, một mùa giải có tới mấy trăm, rồi nếu mà tổng cộng lại tất cả các giải đấu ở châu Âu thì có tới mấy ngàn cái trận đấu, thì không sức người nào mà bình luận cho nổi. Cho nên là MotoGP thì chỉ có bao nhiêu trận đó thôi, cho nên là mình cũng muốn làm những cái video bình luận này để mà cho nó đủ bộ ha. Cho nên cho dù nó đã là diễn ra cách đây cũng khá là lâu rồi, tức là cũng 2 tuần hơn rồi đó. Thì Catalunya thì mới diễn ra hồi tuần trước, nhưng mà mình làm xong cái trước mắt thì mình sẽ làm cái Misano 2 GP cái đã, rồi mình sẽ bàn đến cái chuyện Catalunya sau, đó là một cái video khác. Rồi bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Thì cái video về cái chặng đua này thì các bạn có thể tìm xem ở trên mạng internet rất là nhiều các bạn các bạn. Mình sẽ cố gắng là mình chèn những cái clip nhỏ ở góc dưới của màn hình á, nhưng mà không biết là có bị dính bản quyền hay không. Nếu mà đăng lên mà bị dính bản quyền á thì cũng mong các bạn thông cảm ha. Tại vì Dona và này kia người ta làm gắt quá, rất là gắt luôn á, cho nên là mình cũng không có dám chèn những cái video vào trong cái clip của mình được. Rồi bây giờ là cái chặng đua Misano 2 á, gọi vậy cho nó ngắn gọn ha. Rồi cái chặng đua này thì cũng có một số cái điều mà mình muốn trao đổi với các bạn như thế này. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nói về Francesco Pecco Bagnaia. Đó, chỉ còn cách cái chiến thắng đầu tay 6-7 vòng thôi thì Bagnaia đã bị té ngã. Khi mà nhiều khi mà sau cái chặng đua thì Bagnaia cũng không hiểu tại sao là mình lại bị té ngã như vậy, trong khi là so sánh dữ liệu ở trên máy tính tất cả những cái vòng đua trước đó thì đều như nhau, cùng một cái đường chạy, cùng một cái góc mở ga, cùng bla bla, tất cả mọi thứ nó đều như nhau. Cho nên là có những cái nó rất là khó hiểu, và khi mà tuổi trẻ mà không có những cái gặp những cái trường hợp như vậy sẽ làm người ta hoang mang, nhưng mà người ta cũng sẽ dần dần học cách chấp nhận và học cách biết vượt qua những cái sự cố như thế này. Cái tiếp theo là chúng ta nói về Maverick Vinales. Maverick Vinales nhờ cái cú ngã và nhờ cái khả năng bám đuổi của tay đua người Tây Ban Nha, nhờ cái cú ngã của Bagnaia thì và nhờ cái khả năng bám đuổi của mình á, thì khả năng gây áp lực á, thì Vinales đã có cái chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Chúng ta sẽ nói về một cái tay đua thầm lặng nhưng mà hết sức ổn định và cũng hết sức đặc biệt, đó chính là Juan Mir. Rồi, Juan Mir bỗng dưng và vì một cái lý do nào đó là trở thành chú ngựa ô của mùa giải MotoGP năm nay. Và khi mà các bạn thấy là kết quả cái chặng đua Barcelona thì mình sẽ bàn sâu hơn về Juan Mir ha. Rồi chúng ta sẽ nói về cái án phạt, cái penalty dành cho Fabio Quartararo, cái long lap penalty đó, tại vì chạy quá đi cái track limit, cái giới hạn đường đua, và
Fabio có phàn nàn là tôi không có nhận được cái cảnh báo xuất hiện ở trên cái màn cái bảng đồng hồ điện tử của cái chiếc xe của tôi. Thì một cái điểm nữa mình cũng muốn nói đó chính là Alex Marquez và sự tiến bộ của chàng trai này. Đó, Alex Marquez thực sự là nếu mà chúng ta không có quá gắt, chúng ta không có quá định kiến, chúng ta không có quá soi mói á, thì Alex Marquez là tiến bộ rất là nhiều, tiến bộ rất là nhiều kể từ khi mà từ khi mà cầm cương chiếc RCA13 về ha. Một cái điểm nhấn nữa là Andrea Dovizioso gần như là rất là khó khăn, rất là khổ sở khi mà phải thích ứng với cái lốp sau Michelin mới, khi mà nó có quá nhiều độ bám và nó quá mềm, và chiếc xe Desmo GP của Dovi thì không thể nào mà trượt, không thể nào mà slide như mà cái cách mà anh ấy muốn để mà đưa chiếc xe vào cua được. Và cái cuối cùng là điều gì chúng ta rút ra được sau cái chặng đua Misono 2 này, thì tất cả những cái gì mình nói ở trong cái video này lấy bối cảnh là chỉ diễn ra ở Misono 2. Chúng ta biết là chặng đua Catalunya đã diễn ra rồi, nhưng mà chúng ta sẽ không có đem cái thông tin của cái chặng đua đó vào cái video này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói những cái điểm mình, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích những cái điểm mình vừa nói ha. Đầu tiên là cái pha té ngã của Francesco Bagnaia. Thì thực sự là Bagnaia thể hiện một cái phong độ gần đây rất rất chi là ấn tượng. Đó, sau cái podium đầu tiên của sự nghiệp MotoGP á, thì Bagnaia cũng như là lên như diều gặp gió và cảm thấy rất là tự tin với chiếc Desmo GP. Và khi mà chạy lại ở Misano 1 ha, rồi chạy tiếp Misano 2 cùng một cái đường đua đó, thì gần như là cái potential, cái khả năng giành chiến thắng của Bagnaia là càng ngày nó càng rõ rệt. Và khi mà phân tích những cái race pace, những cái đó nhịp đua của các cái tay đua khi mà họ chạy free practice 1, 2, 3, 4 này kia đó, thì người ta mới thấy là cái khả năng giành chiến thắng của Bagnaia rất là cao. Và ngay cả ở trong cái chặng đua thì Bagnaia cũng thể hiện rất là tốt, vươn lên dẫn đầu, rồi sau đó là bằng một cách nào đó thì tạo được cái khoảng cách nhất định với Vinales ở phía sau. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Đó, không hiểu vì một cái lý do nào đó mà chỉ còn 7 vòng nữa, 6 vòng nữa là có cái chiến thắng đầu tay, thì Pecco bị té ngã. Pecco đã đòi hỏi quá nhiều ở cái phần bánh trước của cái chiếc Desmo GP. Thì khi mà như lúc nãy mình nói là khi mà xem lại số liệu này kia thì người ta mới thấy là không có gì sai lầm cả, không có gì sai sót đến từ Bagnaia cả. Có thể là do cái chỗ đó đường nó dơ như thế nào đó, hay là do chạy lên cái miếng tee off của cái mũ bảo hiểm của một cái tay đua nào đó nó bay tung tóe khắp nơi ở trên đường đua, cho nên là bị té ngã, cho nên là cũng rất rất chi là khó nói. Mình thấy này này, nếu mà các bạn quan sát kỹ cái chặng đua này thì các bạn thấy cái sự gây áp lực của Vinales lên Bagnaia là có. Và càng ngày thì khi mà càng về cuối cái chặng đua thì Vinales là rút ngắn cái khoảng cách của các cái rút ngắn cái khoảng cách với Pecco, và Pecco cảm thấy tuổi trẻ mà các bạn cảm thấy cái áp lực khi mà phải tìm cách duy trì cái sự dẫn đầu như vậy, cái việc dẫn đầu như vậy, và cái sai lầm là có, cái sự hoảng hốt theo mình là trong một cái khoảnh khắc nào đó của cái suy nghĩ là có. Do đó là tuổi trẻ mà, đúng không? Các bạn thấy là một cái chiến thắng đầu tiên ở MotoGP, một cái chiến thắng ở MotoGP là cái điều mà các cái tay đua nào cũng mong đợi. Cho nên là khi mà càng cái cầm vàng rồi đó, nhưng mà mình cầm một cái món quà giá trị như vậy và mình để mình run sợ, mình để rơi, thì đây là một cái bài học rất là đáng giá, rất là sâu sắc, rất là
đó dành cho Pecco bác này à. Thì chặng đường phía trước của chàng trai này còn còn rất chi là dài, còn rất rất chi là dài, cho nên là những cái chặng vừa rồi thì Pecco thi đấu rất là tốt ha. Đội đua Pramac Ducati Pramac Racing á, thì cái tuần ở Misano 2 thì khá là đen đủi đó. Đầu tiên là Pecco tục mất chiến thắng. Cái thứ hai là Jack Miller thì lại quá đen, tức là tự nhiên cái miếng tee off của Fabio Quartararo lại lại vướng vào cái hốc gió của cái chiếc xe của Jack Miller và phải mất một vòng á, thì cái miếng tee off đó nó mới mới đến ngay cái buồng gió, và không nó khi mà không có gió thì chiếc xe không thể nào mà chạy được. Khi mà trở về khu vực kỹ thuật á, thì Jack Miller có nói là no power on lap 2 với nhân viên của mình, với team của mình đó. Thì cái đó là một cái tai nạn nó khá là hy hữu. Thì các bạn là cũng thấy là khi mà các cái tay đua người ta chạy ra trường đua, người ta sẽ kéo cái tee off ra để mà có được cái tầm nhìn tốt nhất, nó không có bị bụi ở trên cái miếng miếng kính của cái mũ bảo hiểm. Họ họ có được cái thị trường tốt nhất đó để mà xử lý những cái pha ở trên trường đua ha. Và khi mà đua như vậy thì người ta thường sẽ trong một cái chặng đua ha, mỗi tay đua hình như là xài khoảng 3 đến 4 cái tee off như vậy. Và ngày xưa thì mình có nghĩ là giả sử mà lỡ mà người ta chạy vô chạy chạy lên cái tee off này thì như thế nào, tại vì cứ cứ các cái tay đua cứ kéo ra rồi quăng tùm lum vậy, kéo ra rồi quăng tùm lum như vậy, gió nó sẽ nhiều khi nó sẽ bay ra ngoài nhưng mà nhiều khi nó cũng nằm ở trên cái đường chạy của các cái tay đua. Cho nên là hôm qua cái chặng đua qua cái chặng đua Misano đó, thì bây giờ cái nhận định, cái suy nghĩ của mình đã trở thành hiện thực, tức là sẽ có một cái sự cố gì đó liên quan đến cái chuyện tee off này. Thì đen thôi đó, Jack Miller cũng thì thầm với mình là đen thôi, đỏ quên đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói qua Vinales. Vinales thì phong độ thì khá là trồi sụp, và các cái nhà phân tích cũng như là các cái chuyên gia cũng như là các fan ấy, đã rất là nghi ngờ, đã rất là chỉ trích rất là nhiều tay đua số 12 của Factory Yamaha khi mà thi đấu một cách phập phù như vậy. Cái vấn đề của Vinales là cái vấn đề về setup và cái vấn đề về tâm lý. Tức là setup là như thế này các bạn, tức là Vinales cố gắng là chạy free practice 1, 2, 3, 4, nói chung là chạy cứ lên top, lên top, lên top, lên top. Nhưng mà khi mà chạy vô đua thì những cái giá trị đó nó không có ý nghĩa nhiều. Trong khi á, một cái tay đua mà chúng ta luôn bất ngờ vào về cái performance ngày chủ nhật đó là Rossi. Rossi thì cũng chả quan tâm đến FP1, FP2, FP3 rồi này kia đâu. Có nhưng mà cũng chẳng có phải là cái sự quan trọng. Cái nguyên cái tuần á, là Rossi lúc nào cũng tập trung vào cái race setup, tức là chỉ tập trung vào cái setup cho cái chặng đua như thế nào. Còn Vinales á, thì ngược lại, lúc nào cũng muốn chạy top hết 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 practice này đến pre practice khác. Nhưng mà khi vô đua thì mọi chuyện nó sẽ không phải là như là lúc mình chạy free practice, khi mà các cái tay đua người ta giành vị trí rồi người ta kèn cửa này kia. Chạy practice thì phần nào nó cũng sẽ bớt áp lực hơn. Đó. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề liên quan đến tâm lý. Thì trong những cái video lần trước mình có nói á, thì khi mọi chuyện theo như ý của Vinales thì gần như không có ai có thể đánh bại được tay đua số 12 được. Nhưng mà khi mà cái race plan, cái kế hoạch đua của Vinales không đúng như là cái ý mà chàng trai này mong muốn á, thì Vinales không có liệu cơm gắp mắm được, không có xử lý được những cái phát sinh ở trên cái đường đua. Cho nên là để mà một cái tay đua khác vượt qua rồi thì Vinales cũng cho họ vượt qua luôn, chứ cũng không biết phải chiến đấu lại như thế nào cho nó để mà giành lại những cái vị trí thuộc về mình đó. Cho nên là cái chặng đua Misano 2 á, trong cái chặng đua này thì Vinales có tâm sự với mình là thì sẽ tập trung vào cái race setup và cái điều chỉnh cái tâm lý sao cho nó phù hợp đó. Thì cũng chúc mừng cho cái chiến thắng đầu tiên của mùa giải 2020 cho tay đua Maverick Vinales của đội đua Yamaha Factory Racing. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói qua một người mà bây giờ dân mạng đang đào bới rất rất chi là nhiều về cái lịch sử đua của cái chàng trai này, đó chính là Hoàn Mia. Bỗng dưng
bằng một cách nào đó thì Hoan Mi trở thành chú ngựa ô của mùa giải 2020. Ở trong 4 trận vừa qua thì cái số điểm của Hoan Mi giành được là cao hơn tất cả. 4 trận vừa qua thì số điểm của Hoan Mi giành được là cao hơn tất cả. Và nếu như không có một cái DNF, do not finish, mình nhớ là ở Heres hay là như nào, không nhớ lắm, các bạn xem lại giùm mình ha, thì có lẽ là Hoan Mi bây giờ đang dẫn đầu cái bảng tổng sắp rồi. Đó. Cái chiếc Suzuki GSX RR á là một chiếc xe hết sức là cân bằng. Đó, một chiếc xe phải nói là tuyệt vời. Đó. Mặc dù cái điểm yếu của chiếc GSX RR bây giờ không, nó không thể nào mà nó tạo được một cái vòng chạy thật là nhanh, tức là ý nó là chạy phân hạng đó các bạn, nhưng mà về race pace và đặc biệt là late race pace, tức là càng về cuối á, thì cái chiếc Suzuki GSX RR càng trở nên đáng sợ, cùng với đó là tài năng của Hoan Mi nữa, thì làm cho cái cặp đôi này á, nó tạo ra một cái nỗi sợ dành cho các cái đối thủ, khi họ biết là nếu mà họ không cẩn thận ở những cái vòng cuối cùng á, chẳng hạn như là 5 vòng cuối cùng đi, thì bộ đôi này sẽ bắt kịp và sẽ làm tất cả để mà vượt qua. Cho nên là thực sự là mình rất là ấn tượng với Hoan Mi trong những cái chặng đua vừa rồi. Đó, cậu ấy bình tĩnh, lì lợm, dũng cảm, quyết đoán. Đó, để mà có được cái thành tích rất là tốt trong những cái chặng đua vừa qua ha. Và khi mà thấy được cái phong độ, khi mà thấy được cái thành tích như vậy của Hoan Mi á, thì giới mộ điệu người ta mới đặt ra cái câu hỏi là liệu Hoan Mi có trở thành nhà vô địch thế giới ở mùa giải năm nay hay không, dựa vào cái sự ổn định, dựa vào cái sự ổn định của tay đua này. À, có thể là Hoan Mi sẽ không có giành được một chiến thắng nào ở trong cái mùa giải này, nhưng mà cứ về nhì, về ba, về tư, về nhì, về ba, về tư như vậy, thì trong khi các cái tay đua khác cho dù là về nhất đi, nhưng mà họ lại có những cái chặng rất là trồi sụt về thứ 8, rồi có những chặng là không có hoàn thành chặng đua, thì cái số điểm cuối mùa thì chúng ta sẽ chờ xem là liệu Hoan Mi có giành được cái chức vô địch hay không. Đó, bỗng dưng là Mi trở thành chú ngựa ô, một cái chú ngựa phải nói là rất ly lợm, rất dũng cảm cho cái mùa giải năm nay. Một cái hình ảnh cũng rồi, sau khi xong Hoan Mi rồi, chúng ta sẽ sang Ducati. Một cái hình ảnh khá là hài hước, đó chính là cái dòng chữ Undaunted sau mông của Dovi là được thay bằng cái dòng chữ là Unemployed. Tại vì sau Misano 1 thì Dovi có cá cược Dovi có cá cược với bạn là nếu mà sau Misano 1 thì nếu mà Dovi dẫn đầu bảng tổng sắp thì phải thay cái chữ Undaunted bằng cái chữ Unemployed. Và tất nhiên rồi, các bạn thấy là sau Misano 1 thì Dovi dẫn đầu bảng tổng sắp đó, thì do đó là thay bằng cái này, và nó cũng phản ánh một cái gì đó nó khá là gọi là sao ta, gọi là cười ra nước mắt ấy các bạn. Đó, mùa giải 2021 thì Dovi sẽ không còn đua cho Ducati nữa, và trở thành là một tay đua không có đội đua nào hết, chưa có đội đua nào nhận Dovi về hết. Đó, Dovi cũng chưa tìm được một cái đội đua nào khác cho riêng mình. Đó là cái chuyện hài hước nhưng mà cười ra nước mắt, nhưng mà cái vấn đề lớn nhất của Dovi bây giờ đó chính là cái lốp sau mới của Michelin, nó mềm hơn, nó bám nhiều hơn, nó độ bám nó tốt hơn, và nó hoàn toàn thay đổi cái cách mà Dovi thắng, cái cách mà Dovi vào cua, và tuần nào cũng như là tuần nào, week in week out, Dovi cũng càm ràm, cũng phàn nàn về cái lốp sau mới của Michelin. Thì khi mà so sánh với cái lốp 2019 á, thì cái lốp đó là cho phép Dovi có thể trượt cái chiếc xe để mà vào cua, tức là nó ít cái độ bám hơn, và chiếc Desmo GP nó trượt rồi để nó làm cái, nó thực hiện cái quy trình corner entry, và Dovi mà mùa 2019 có thể thắng sâu hơn, có thể thắng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà cái lốp sau mới của
Michelin 2020 á, thì các cái nhà chuyên gia, các cái tay đua nói là Michelin là ưu ái các cái chiếc xe là xài động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, và không có ưu ái là và là không phải nó sao ta phải làm giảm đi cái lợi thế của các cái đội đua sử dụng động cơ V4, trong đó là người mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đó chính là Dovizioso. Và bây giờ thì Dovi cũng không biết phải xử lý cái vấn đề này như thế nào, khi mà một tay đua đã 34 tuổi rồi thay đổi cái cách chạy, thay đổi cái cách thắng, thay đổi cái cách vào cua, thay đổi cái tính nết của một chiếc xe khó chạy như là Desmo GP á, thì đó không phải là một cái vấn đề mà sau một đêm đội đua Ducati và Dovi có thể giải quyết được, mà đó là một cái vấn đề mà mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà thời gian nó không ở bên Dovi nữa, thời gian không ở bên Ducati để mà có được cái chức vô địch thế giới đầu tiên kể từ khi mà Casey Stoner làm được vào năm 2007. Bằng một cách nào đó thì Dovi và Ducati phải làm việc cùng với nhau và phải giải quyết được cái vấn đề này. Rồi, sau khi đã xong Ducati rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói qua Honda này. Honda thì bây giờ ở cái chặng Misano 2 thì chỉ còn lại là Alex Marquez và Takaaki Nakagami. Họ về ở vị trí thứ Nakagami thì về ở vị trí thứ 6 và Marquez thì về ở vị trí thứ 7. Và nếu chúng ta không khắt khe, nếu chúng ta không có định kiến thì chúng ta thấy là với một cái tay đua lần đầu tiên cầm lái một chiếc xe MotoGP, và chưa nhắc đến cái chuyện là cầm lái chiếc RC 13V, thì cái thành tích của Alex Marquez từ đầu mùa giải đến bây giờ là đáng khích lệ. Đó là cái sự tiến bộ, cái progress đó, rất là tiến bộ các bạn. Cho nên là thì khi mà nhắc đến Honda thì trong cái giai đoạn này chúng ta đều nhắc đến Marc Marquez, nhưng mà không phải ai cũng là Marc Marquez. Alex Marquez chỉ là em trai của Marc Marquez chứ không phải là người, không phải là bạn sao của Marc Marquez để có thể thi triển những cái thượng thừa khi mà cầm lái chiếc RC23V đó. Rồi mất một chút thời gian, mất một chút kiên nhẫn, cần một chút kiên nhẫn từ cái giới lãnh đạo của Honda đó. Rồi một cái vụ nữa đó chính là cái vụ mà chạy long lap penalty của Fabio Quartararo. Thì cái vụ này nó cũng gây lùm xùm một chút, tại vì Fabio cũng phàn nàn là họ đã lấy đi cái vị trí thứ ba của tôi đó, trừ thời gian đó. Rồi Fabio có phàn nàn là tôi không có thấy được cái thông báo hiện trên cái màn hình của chiếc M1, cho nên là tôi không có biết là phải thực hiện cái điều đó như thế nào, tôi không biết phải giới hạn bản thân như thế nào. Nhưng mà cái chuyện này thì nó cũng hơi phức tạp, cho nên là mình sẽ không có đi sâu vào phân tích cái chuyện này. Nó liên quan đến kỹ thuật, tức là mỗi chiếc xe nó sẽ có một cái thiết bị nhận tín hiệu, rồi ở trên cái gọi là cái transponder đó, ở trên trường đua thì người ta cũng sẽ có rất là nhiều cái bộ đó, cái bộ control đó, control unit đó. Thì người ta thu nhận từ những cái thông tin đó từ chiếc xe, phản hồi lại rồi truyền về ban tổ chức, rồi ban tổ chức rồi truyền những cái thông tin đó lên cái ECU, rồi cái CAN, mình không nhớ là control gì đó, bus gì đó, thì đó nó giải mã ra. Nhưng mà nói chung là cũng không, bây giờ cũng rất là khó nói, nếu mình không phải là người trong cuộc thì mình cũng khó nói là cái lỗi này là lỗi của ai, lỗi của ban tổ chức hay là lỗi của Fabio Quartararo. Nhưng mà chuyện gì xong thì đã xong rồi, thì hy vọng là ban tổ chức sẽ có những cái biện pháp tốt hơn để mà đảm bảo cái sự công bằng tốt hơn cho những cái chặng đua về sau ha. Gì nữa ta? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói còn một điểm cuối là có nhiều cái tay đua bị té ngã trong cái chặng Misano 2 này. Thì khi mà các bạn thấy nè, khi mà đua hai chặng liên tiếp cùng ở một trường đua thì họ, các cái tay đua họ thông minh lắm, họ biết cái chỗ nào cần tăng tốc, cái chỗ nào cần phải
giảm tốc, cái chỗ nào cần phải thắng, bla bla. Tức là sau một cái chặng đua họ có data, họ có dữ liệu, họ có kinh nghiệm để mà họ điều chỉnh sao cho nó phù hợp ở cái chặng đua tiếp theo. Và khi mà có những cái đó trong tay á, thì các cái tay nài á, người ta sẽ push to the limit, tức là sẽ đẩy cái giới hạn, đẩy tới cái giới hạn và cái performance, cái màn trình diễn của các cái tay đua rất là xích sao đó, và họ đẩy cái giới hạn của bản thân vượt qua cái chặng đua Misao No 1 luôn. Cho nên là các bạn thấy là có nhiều cái vụ té ngã, cái nhiều many crashes in Misao No 2 là như vậy ha. Rồi thì cũng không có gì để nói thêm về cái chặng đua này nữa. Chúc mừng Vinales có chiến thắng đầu tiên này, cũng đáng tiếc cho Pecco Bagnaia. Cũng chúc mừng Juan Mir và Pol Espargaró, đó ba vị trí trên bục trao giải. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái phần bình luận sau cái chặng đua Misano 2 của mình. Đó, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong phần bình luận chặng đua Catalunya GP. Bye bye.